Ok, chào các bạn, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Chơi Game Việt Nam. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn về cái sàn MXC. Hiện tại thì rất là nhiều đồng coin mới xảy ra được bán trên thị trường và được bán IDO. Thì mình thấy rằng là sàn MXC là một trong những sàn mà được thường là các cái đồng coin silicon trên đấy sớm đầu tiên và có rất là nhiều đồng coin hot trên đấy, những đồng coin mới mà các sàn lớn chưa có. Thì nếu như mà đợi lên sàn lớn thì khi đấy giá đã tăng rất là nhiều lần rồi. Thì các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu những đồng coin trên sàn này nhé. Thì trên này thì sẽ chứa rất là nhiều cơ hội để cho các bạn mua những đồng coin mà chưa tăng giá hoặc là giá đang còn thấp ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi ở trên sàn MXC này. Hiện tại mình đang có cái group nho nhỏ để chia sẻ kèo trên sàn MXC này. Các bạn có thể zone bằng cách là vào phần mô tả và lấy link và bấm zone vào ha. Đây là cái group channel nhỏ của mình là Trading Crypto MXC, Gate và Hu. Ở trên này thì các bạn hãy bấm vào cái link đăng ký trên này để ủng hộ cho mình nhé. Thì đây là có cái link đăng ký MXC này. Đấy, các bạn bấm vào đây ha. Đó, các bạn vào khi bấm đăng ký thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái mail đăng ký, hướng dẫn đăng ký luôn nhé. Một số bạn đăng ký sẽ thường bị fail, mình sẽ chỉ các bạn cách đăng ký rất đơn giản và nhanh. Đầu tiên các bạn nhập vào cho mình ở đây là cái mail này. Sau đấy các bạn nhập cho mình cái mật khẩu ha. Đấy, sau đấy các bạn ấn cho mình cái nhấp nhấp vào đây để và nhận cái code về mail về. Khi mình nói luôn là khi bạn ấn vào đây thường nó khoảng sau 60 phút 60 giây nó mới gửi về. Nhưng mà khi các bạn ấn một lần thôi nhé, ấn một lần duy nhất thôi. Các bạn đừng ấn hai lần nhé, ấn một lần nhất thôi. Cho dù đếm lùi đấy quá 60 giây các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi sau 60 giây. Thường là giây thứ 80 thì nó sẽ về cái code đấy. Đây mình sẽ mở các bạn luôn ha. Đây code mình đã tạo tài khoản sẵn rồi thì nó sẽ gửi về một code như thế này. Các bạn chỉ cần copy ha. Copy sau đấy các bạn sẽ dán vào phần này. Sau đấy bạn mà tôi đọc và đồng ý ấn đăng ký, thế là tạo tài khoản thành công. Ok, sau đấy các bạn sẽ đăng nhập vào ha. Cái vì mình đã tạo tài khoản sẵn rồi cho nên mình không cần đăng nhập lại. Thì mình thấy đăng nhập vào tài khoản này luôn. Ok ha, đây. Đây mình đã đăng nhập sẵn này. Thì mình khuyên các bạn luôn khi lúc tạo tài khoản á thì các bạn nên tạo tài khoản bằng email, đừng có tạo tài khoản bằng số điện thoại nhá. Và đăng nhập thì cũng vậy, đăng nhập bằng email nhé. Rồi đăng nhập này. Đấy thì bây giờ nó sẽ tiếp tục này, cho chúng ta chờ lấy cái mã code mail, nó sẽ chờ sau sau 60 giây. Nhưng mà cái này sẽ nhanh hơn, có đôi lúc nó sẽ nhanh lúc chậm, thường là những thời điểm đầu nó khá là chậm, nhưng mà khi bạn đăng nhập lần thứ hai thứ ba thì nó sẽ rất là nhanh. Đây ok không ạ, đấy nhanh chóng chúng ta vào tài khoản rồi. Thì cái đây là tài khoản mới hoàn toàn của mình mới lập cho nên là các bạn cần cần làm tương tự nhé. Các bạn cần KYC này và cần add cái số điện thoại hoặc là auth vào. Thì đây là bước đầu tiên các bạn phải cài auth này, cái thứ hai là phải KYC, cái thứ ba đạp tiền vào để chơi ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm hướng dẫn các bạn luôn là cái phần về cài cái bảo mật nhé. Đây, vào cái chỗ hình người này, vào trung tâm người dùng. Sau đấy các bạn bật cái auth này lên nhé, mở cái auth màu đỏ lên, quét cái auth này vào. Thứ hai là vào cái phần về xác minh danh tính này thì mình khuyên các bạn cách làm như sau. Để KYC nhanh nhất thì bất cứ hiện tại nào thì các bạn nên tải cái app về, tải cái app trên điện thoại về mà xài. Thì khi tải app về thì các bạn KYC sẽ rất là nhanh, chỉ cần mở cái app lên đưa chứng minh chụp hai mặt, sau đấy ghi mặt vào quay cái mặt bạn, thế là xong. Thì KYC rất là nhanh. Nhưng mà nếu các bạn mà chụp ảnh bên ngoài sau đấy upload ở trên máy tính á, thì nó sẽ lâu hơn. Thì mình cũng sẽ chỉ các bạn cách tải cái app nhanh nhất này. Các bạn mở điện thoại các bạn lên, nhập cái chữ mxc.com, sau đó kéo xuống dưới cùng này. Kéo xuống dưới cùng nhá. Đây có cái phần này này. Nếu các bạn dùng iOS thì bấm vào mục iOS, nếu các bạn xài Android thì ấn mục Android. Đó, chưa? Và khi các bạn ấn vào đây thì nó sẽ có phần cái tải cái app test fly, các bạn tải app test fly về trước. Ấn mở test fly, ấn chấp nhận đồng ý hết. Sau đấy thoát cái app ra, thoát cái app test fly ra. Sau đó ấn trở lại cái phần này, phần về iOS hoặc là Android. Các bạn nhập vào cái phần ở cái chỗ là insert vào là các bạn sẽ tải được cái ứng dụng của cái MXC này về ha. Đó, rất đơn giản vậy thôi, chứ đừng đừng không có gì phải khó khăn cả. Hơi phức tạp chỗ này. Vì hiện tại thì những cái app mà được list trên 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 App Store thường mất 6 tháng để trình để duyệt cho nên nó hơi muộn và cập nhật khá là lâu cho nên nó phải dùng qua test flight ha. Chúng ta phải thông cảm với nhau cho nó ha. Rồi, chúng ta giao dịch thì ở đây có cái phần giao dịch tiêu chuẩn và giao dịch bản chuyên nghiệp. Thì đây là phần support ha. Đấy, trên đánh support ha.
Còn phần phần về cái mua P2P hay là mấy cái thứ này ở đây thì mình khuyên các bạn không nên xài. Vì ở trên này đa phần là chúng ta sẽ mua bán trực tiếp với người nước ngoài, cho nên giao dịch ngân hàng thì thông qua thẻ Visa nó sẽ rất mất thời gian và mất phí. Đấy, chúng ta nên mua P2P trên Binance ha. Tiếp theo là phần kỳ quý thì mình sẽ thấy mình thấy là rất là hay, hay hơn nhiều so với bên Binance. Là kỳ quý bên này thì có thể vay tận x5, x10, x20, rất là nhiều con khác nhau và đa phần những con rất tiềm năng. Các bạn cứ thử vào phần chủ kỳ quý bên này để thử nhé. Còn mấy cái phần như ETF chính là vấn đề đánh phái sinh hoặc là đánh cái dự đoán này kia thì mình khuyên các bạn không nên mò bên này. Nếu muốn chơi thì hãy chơi bên Binance thôi ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn giao dịch luôn này. Thì khi mà mình chia sẻ kèo cho các bạn ở trên cái kênh trên MXC nhé. Đây mình chia sẻ kèo trên này, ví dụ như mình đang chia sẻ con Copper chẳng hạn. Thì các bạn sẽ căn theo cái giá để mua ha. Đấy, căn theo giá để mua hay là mình đã chia sẻ một số con trên này chẳng hạn. Đây. Thì các bạn chỉ cần vào tài khoản. Đó, sau đấy mua thôi, đăng nhập vào mua thôi ha. Mình chỉ luôn các bạn phần nạp rút này. Khi các bạn KYC thành công rồi, KYC thành công rồi và nạp rút thì các bạn sẽ vào phần chỗ tài sản này, của tài sản của tôi này, được chưa? Đó có chữ nạp và rút này. Thì khi các bạn nạp thì ấn vào tạo địa chỉ này ha. Đó. Thì cần gửi cái địa chỉ này sang bên Binance nạp, gửi sang cũng được hay là gửi bất cứ nơi sao nạp sang cũng được hết. Nhớ là các bạn rút địa chỉ nào thì nạp địa chỉ đấy nhá. Ví dụ như rút TRC20 thì phải gửi từ TRC20 qua. Mà ERC20 thì phải gửi từ ERC20 qua nhá. Chứ không gửi sai địa chỉ ha, lộn địa chỉ ha. Đó. BEP 20 này, đó thì phải cùng nhá, cùng loại nhá. Đó, ấn vào tôi tạo địa chỉ ha. Còn rút tiền thì đơn giản thôi, rút tiền thì bên này cũng đơn giản, ấn nhấp ba cái bên này ha. Đấy, tôi đọc và đồng ý, sau đấy ấn tôi đã biết. Đó. Sau đấy thì các bạn nhập cái địa chỉ mà các bạn muốn rút tiền về đây. Đó ha. Sau nhập số lượng muốn rút, sau đấy là cái phần này có thể bỏ qua này, ấn gửi đi là được. Đó, mấy cái phần dưới này là phần cảnh báo ha, không quan trọng lắm đâu nhá, các bạn chỉ cần làm đúng là được rồi. Đó chính là phần nạp rút ở trên MXC. Sàn MXC dùng khá là giống so với sàn Binance, cho nên các bạn chỉ cần thao tác giống như vậy thôi ha. Và trên MXC này có mấy đặc điểm mà các bạn cần phải để ý rất là thú vị và hay. Đầu tiên là trên này có rất là nhiều coin mới và coin mới list sàn và coin ở trên các sàn lớn không có. Cái thứ hai là trên này xài và sử dụng khá thân thiện. Cái thứ ba là ở trên này có cái phần kỳ quý này, thì có thể vay mượn được rất là nhiều tiền và đánh rất là nhiều con rất là thú vị hay ha. Các bạn nên, và cái phí mà để vay trên này nó còn rẻ rất là nhiều, ngon hơn cả sàn gate ha. Nên là hãy sử dụng sàn này để mà vay mượn thì nó tốt nhất, và mua bán những đồng coin nhỏ và những coin mà chưa list sàn là cực kỳ tuyệt vời. Ok ha, đây là cái phần tổng quát chia sẻ của mình về sàn MXC, và khuyến khích các bạn là hãy chơi theo kèo bên mình share ha. Còn nếu các bạn nghiên cứu được những đồng coin hay mới nhất thì hãy có thể chia sẻ cho mình để mình có thể list cho những anh em khác cùng chơi. Ok, cảm ơn các bạn. Tên mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Coi Việt Nam. Nếu các bạn thấy video hay và có ích thì hãy nhớ bấm like và subscribe giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.